Chào mọi người, thì hôm nay Tú sẽ giới thiệu với mọi người về một cái phần mềm mà dùng để chỉnh sửa video rất là hay. Đó là cái phần mềm Ghillie Soft Video Editor 6.1.0. Thì cái phiên bản của phần mềm này Tú cũng sẽ để ở dưới cái link mô tả của cái video để cho các bạn có thể là download cái video, cái phần mềm này để về có thể là chỉnh sửa cái video là cái project của bạn. Thì theo các bạn đã thấy đây, trên giao diện của mình đây là cái phần giao diện của phần mềm Ghillie. Ở đây là phiên bản 6.1.0. Thì đây là cái bản trial, bản dùng thử thôi. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cái chức năng của cái phần mềm này. Thì bạn nhìn trên giao diện là phần mềm nó sẽ có những cái chức năng khác nhau. Và cái này là crop, hiệu ứng, đó, rồi test, ghép video, hoặc là cách tùy chọn, chia video, thêm nhạc, hoặc là quay. Thì sẽ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái chức năng đầu tiên, đó là thêm chữ. Rồi các bạn add vào watermark. Các bạn chọn các video bạn muốn chỉnh. Thì đây mình đã để sẵn một cái video demo này. Đó. Rồi mình bấm play thử nha. Thì cái file này là cái video này nó có nhạc, nó cũng rất là hay, thì mình sẽ chèn chữ đây. Rồi. Đây là một số tùy chỉnh của cái test này, là bạn có thể là chọn phông, chọn kích cỡ, chọn màu, ok, bạn chọn được màu đỏ, hoặc là bạn thêm hình, đó. Rồi bên cạnh cái chức năng mà watermark này thì bạn có thể là chọn hiệu ứng, thì ở đây nó có nhiều hiệu ứng lắm, nhiều hiệu ứng khác nhau như đó. Đó, pencil, hay là bạn có thể là tăng độ sáng lên, đó, hay là giảm độ sáng xuống, đó. Cái này là giảm độ tương phản, để độ. Cái này là phối màu, mình không rõ mấy chức năng này lắm. Rồi, chỗ này bạn có thể crop cái video này lại một chút xíu. Đó. Ở đây nó có một cái cạnh để bạn crop cái video này lại. Đó. Hoặc là xoay, xoay phải, xoay trái. Hoặc là co hai bên lại. Đó, đây là co. Thì bạn thấy là mấy cái chức năng này nếu mà so với những phần mềm khác thì nó vẽ nó nhanh hơn nhiều. Đó. Rồi, giờ xuất thử cái video này ra nhé. Thì xuất cái video này ra thì bạn có thể là chọn output có những cái định dạng. Nó có rất là nhiều định dạng để bạn xuất cái video này ra. Đó. Ở đây nó có HD video. Rồi, nhiều cái. Online video. Rồi, mình sẽ xuất thử cho bạn xem một cái định dạng đó là 1.4 đi. À, mà phê bốn đây, mà phê bốn rồi bạn chọn ví dụ như là video chất lượng cao, kích cỡ video đó, hoặc là audio quality, là kênh, đó là bằng tùy chỉnh của các bạn. Rồi, ok, bạn xuất ra. Đó. Thì đối với cái phiên bản trial này thì bạn sẽ dính một cái bản quyền của mình. Còn nếu mà bạn download cái video, cái phần mềm á, bên phía dưới mình mô tả mình thì nó sẽ bạn khi bạn crack đi á thì nó sẽ gỡ bỏ được cái tích này. Rồi các bạn chờ cho nó xuất ra thật xem thử nhé.